không phải vàng, nhưng mà Chanel bán một đôi bông tai tới mấy chục củ lận mấy bà. Thôi mua hàng si đi cho nó rẻ, có củ mấy à, đủ chơi rồi. Si chuẩn Âu cho tôi nha. Xỉu mấy bà ơi, đẹp quá. Ở sau có khắc logo của Chanel rất là nét. Ôi coi nè, trời ơi, mấy mẫu của Chanel mà đeo lên là thanh lịch, là quý cô liền. Đôi này nó cũng đài cát ngôi sao này đó mấy bạn. Cái màu đó rất là sang nha, màu ánh trắng hơi kem kem. Đây, bóng nó mấy nào ơi, nó bóng sáng dữ dằn lắm. Ở sau nữa mấy bạn, sắc sảo không. Đây, từng chút một. Xinh không? 10 điểm. Em này thì kiểu tiểu thư hơn xíu nè. Thấy rõ mấy bạn, có đẹp không cơ chứ. Mà công nhận nha, hàng xịn, xài nó không có bị phai màu đâu, bền lắm. Tiền nào của đó thôi, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Em này được đính lên những cái hạt đá siêu nhỏ, rất là nhỏ luôn. Đây, nhớ cái chữ X này nè, đó, nó có chữ Chanel nha. Tuyệt vời. Con tuổi nào cho em?